Linh hồn cần lực lượng thiền để đi lên. Điều tốt nhất đó là quý vị, trí huệ bên trong của quý vị. Khi quý vị luôn luôn câu thông thật sâu với thiên đàng, với sự giáo huấn không lời tối cao. Còn không, nếu quý vị hiểu tôi thì cũng tốt cho quý vị. Ít ra quý vị cũng không phân vân. Sư phụ là ai? Ngài ở đẳng cấp nào? Lúc nào cũng lo cho đẳng cấp của tôi. Có một đệ tử. Hồi trước chúng ta vẫn còn nói chuyện về 100%, 80%, bao nhiêu người đã khai ngộ bao nhiêu phần trăm. Như hồi ở Florida. Anh chàng đó vẫn hỏi tôi như là, nếu một người như vậy, không biết có nên kể quý vị nghe không? Quý vị có nghe cuốn băng ở Florida về chuyện Chúa Giêsu khai ngộ như thế nào chưa? Dạ có. Được rồi, vậy tôi có thể nói cho quý vị nghe. Tôi cứ tưởng chỉ dành cho nhóm đó thôi, rồi họ công khai hết hả? Thôi cũng được. Tôi nói Chúa Giêsu lúc bấy giờ khai ngộ 80%, họ giết Ngài trước khi Ngài lên đẳng cấp. Nhưng tuy vậy, Ngài vẫn là con của Thượng Đế, sứ mệnh của Ngài chỉ lên tới đó thôi. Nhưng đương nhiên là Ngài không có chết trên thánh giá. Tôi mới nói tới đó thôi, sau đó không có dịp nói thêm nữa, mà anh ta cứ hỏi vặn tôi. Thường trú mà còn hỏi, mới có 80% sao dạy người khác được. Nhưng quý vị phải hiểu người thời đó là bao nhiêu phần trăm. Một giáo viên mầm non cũng đủ cho đứa trẻ 4 tuổi rồi. Không cần phải đưa một giáo sư đại học vào lớp mẫu giáo dạy trẻ em đủ thứ về Einstein, về Archimedes, Newton này nọ. Các em đâu có hiểu. Các em chưa cần biết. Các em chỉ muốn chơi thôi. Biết mấy thứ đơn giản như là ABC, 1, 2, 3, 4, 2 cộng 2 là 4. Những thứ như vậy là đủ cho trẻ em rồi. Cho nên dù Chúa Giêsu lúc đó chưa khai ngộ 100% thì cũng đủ cho thời bấy giờ, cho những người đó rồi. Thời đó thật man rợ, họ giết một người vô tội, không làm gì sai trái, không giết ai, không trộm cắp gì, không nổi loạn chống lại triều đình, không có nói gì đụng chạm tới triều đình. Tuyệt đối không có một lý do gì. Nói về luật pháp cũng như vật chất, Ngài không có phạm tội, mà họ cứ giết Ngài vậy thôi. Giết một cách man rợ. Thời đó, đối với họ, Ngài đã khai ngộ quá nhiều rồi. Đối với họ, Ngài đã quá cao rồi. Thật là cả một sự phí phạm quyền năng tâm linh của Ngài. Nhưng tuy vậy, Thượng Đế vẫn luôn luôn nhân từ. Ngài luôn cử những vị tốt nhất hoặc chính Ngài xuống đây. Hầu hết là vào thời kỳ khủng hoảng trầm trọng. Ngài tự xuống, không người nào khác làm nổi. Cho nên nhiều vị minh sư, khi mình nghe nói các ngài chết thê thảm như vị mà tôi kể quý vị nghe hôm nọ, ngài bị chặt chân, chặt tay, cắt lưỡi, chém đầu, đó là một vị vĩ đại nhất trong những vị minh sư Hồi giáo thời đó. Thí dụ vậy. Và Chúa Giêsu là vị minh sư vĩ đại nhất, thí dụ vậy. Đức Phật rất vĩ đại nhất thời đó. Đức Phật là từ cảnh giới thứ năm. Đức Phật khai ngộ 100% và sống tới 80 mấy năm. Phật cũng đủ để dạy bất cứ người nào. Phật cũng vĩ đại lắm rồi. Ngài từ cảnh giới thứ năm, đó là cảnh giới cao nhất mà quý vị có thể tới dành cho loài người ở đây. Hoặc là chúng sinh ở cảnh giới Atula hay cảnh giới thứ hai, cảnh giới tri thức. Cảnh giới thứ ba, thứ tư, Ngài đã vĩ đại lắm rồi. Nhưng giữa minh sư có những đẳng cấp khác nhau, điều đó quý vị biết rồi. Nếu quý vị không thiền như tôi đã dạy, không bỏ thời giờ lòng thành ra để theo đuổi tự tánh cao đẳng của mình, thì cho dù tôi có nói bao lâu, cho dù quý vị ngồi trong buổi cộng tu bao lâu, quý vị cũng không gặt hái được nhiều. Có thể sẽ được giải thoát chính mình và năm đời của mình, nhưng đẳng cấp của quý vị sẽ không cao. Bây giờ còn một cách nữa để được khai ngộ cũng mau, đó là phụng sự người khác. Thành ra có những người trong thời gian bế quan, đương nhiên là trong thời gian bế quan quý vị tập trung hơn, lực gia trì nhiều hơn, chắc chắn rồi. Và một số người phụng sự rất tốt trong kỳ bế quan, thật sự vô dị kỷ, có lẽ lúc đó họ vui quá vì có người đến chỗ của họ
hoặc họ có dịp được gặp nhiều người, nên họ vui quá, sung sướng quá, và thật sự phụng sự một cách thương yêu, vô điều kiện, và hết khả năng của họ. Rồi đẳng cấp của họ tăng vọt lên, từ thứ hai lên tới thứ năm. Nói quý vị hay, ba đẳng cấp luôn. Ôi, nhanh vậy đó. Không phải chỉ có một, hai, ba thôi đâu. Chúng ta đếm đẳng cấp thứ năm, chứ không biết là bao nhiêu kiếp con người mới đạt được như vậy. Dù sao trong trường hợp đó họ đi lên rất là nhanh, nhưng sau đó nếu họ bắt đầu lãng phí sự chú ý của họ vào phạm vi nhỏ bé hơn của cảnh giới tâm linh thì họ đánh mất cũng rất nhanh. Lẹ lắm, lẹ lắm. Bởi vậy tôi không có thêm sứ giả Quan Âm mới. Đẳng cấp của họ xuống rất lẹ sau khi tôi rời đi, ví dụ vậy. Hoặc là sau cuộc bế quan kết thúc, khía cạnh phàm phu của người đó trở lại, họ lại ngập lặn trong biển nghiệp chướng của họ, rồi ướt đẫm trở lại trong loại tư tưởng này, kiểu làm này, rồi đẳng cấp tụt xuống rất nhanh. Phải nói rằng nhiều lúc tôi cũng hơi buồn. Cho nên quý vị phải để ý điều này. Cơ thể con người cần thức ăn, linh hồn cần lực lượng thiền để càng mạnh mẽ thì mới thăng hoa được. Thật đó, làm ơn thiền đi. Cho dù sống trong môi trường trần tục, quý vị vẫn phải giữ đầu óc tập trung. Vẫn có thể làm được nếu quý vị chỉ muốn có vậy, thì không có gì có thể phân tâm quý vị được. Có thể bị một chút, nhưng không bị lâu. Quý vị phải đến trình độ đó để không có gì phân tâm mình được nữa. Dù có phân tâm đi nữa, cũng chỉ như hạt bụi dính trên quần áo của mình thôi. Vũ một cái là nó rơi ra. Vì sao quý vị không giải thoát được? Cho nên thậm chí ở đây, tôi đến đây không phải là để nói chuyện với quý vị, thậm chí không phải để trả lời câu hỏi, và không phải cho quý vị nghĩ rằng tôi hiểu đủ mọi điều trong vũ trụ, hay tôi có biện tài vô ngại. Không phải vậy. Sự có mặt của tôi đã là món quà cho quý vị. Những gì tôi nói chỉ để làm cho quý vị tập trung vào tôi, hoặc để làm cho đầu óc quý vị thư thả một chút. Sự có mặt của tôi thôi cũng đủ là bài giảng hay nhất mà tôi có thể tặng cho quý vị. Dĩ nhiên là khi tôi ở đây thì quý vị thích tôi nói chuyện. Bởi vậy mới nói là vớ vẩn, tất cả đều là vớ vẩn. Bởi vì theo tôi thì mấy điều này cũng chỉ là chuyện vớ vẩn thôi. Tôi nói gì cũng là vớ vẩn, kiểu như để giải trí đầu óc quý vị thôi. Nhưng với linh hồn thì quý vị có sự giải trí khác thâm sâu hơn, tốt hơn, thật sự làm cho quý vị tỉnh ngộ, thức tỉnh quý vị. Dũ các bụi ra khỏi người quý vị, đó là nếu quý vị có ai đó để dũ bụi cho nó. Ý tôi là dũ bụi bặm từ đầu óc của quý vị để nó thả linh hồn tự do. Bởi vì đầu óc, thành kiến của đầu óc, sự gây rối của đầu óc nó làm linh hồn bị kềm hãm. Nếu không, chẳng có gì trói buộc linh hồn được. Linh hồn muốn dùng thể xác và tâm trí để thể nghiệm những gì ở đây, nhưng thân thể và đầu óc không hợp tác lắm, hoặc là không ở trình độ cao lắm, nên linh hồn cứ dựa vào những thông tin đó, rồi ràng buộc với nhau, bởi vậy mà quý vị không giải thoát được. Đầu óc mới là vấn đề thôi. Cho nên khi ngồi thiền tốt, thiền sâu, giây phút đó quý vị bay ra khỏi trí óc rồi. Nên quý vị mới cảm thấy một niềm vui vô vàn, không cách nào diễn tả. Giây phút bỗng nhiên quý vị thăng hoa vào trạng thái nhập định, lúc đó rất là kỳ diệu. Và nếu quý vị làm như vậy mỗi ngày, bất cứ lúc nào, linh hồn sẽ quen với sự tự do đó trở lại, như khi nó ngủ. Khi chúng ta ngủ vì linh hồn mệt mỏi, muốn đi ra, đó là lúc nó được tự do. Nhưng ban ngày nó phải theo đầu óc để xem chuyện gì đang xảy ra, hoặc là hướng dẫn đầu óc. Nhưng trí óc cứ cho vào những thông tin sai lầm, cho nên nếu ngồi thiền, mình biết cách ra khỏi đầu óc và không cần nó. Và linh hồn nhìn vào đó, linh hồn tự nó có thể hướng dẫn đầu óc làm gì đó đúng hơn, thay vì dựa vào những thông tin sai lầm, hoặc dựa vào ngay cả thông tin do đầu óc thu nhập, dù đúng đi nữa. Linh hồn rất dịu hiền, rất đẹp. Linh hồn không hiểu sự phức tạp, sự ô uế của trần gian, nhưng đó là sở trường của đầu óc. Đầu óc cứ đưa ra thông tin, làm linh hồn tinh liền.
Cho nên linh hồn đi ra khỏi đầu óc thì tốt hơn và hướng dẫn thay vì nghe theo đầu óc. Bởi vì nếu nghe theo đầu óc thì linh hồn cũng không thể hướng dẫn tốt được. Linh hồn cần phải ra ngoài, giống như vị chủ nhân. Người lái xe không thể lái theo tay lái khi tay lái chuyển sai hướng. Nếu để nó tự bẻ tay lái, như vậy là hỏng rồi. Người lái xe phải điều khiển tay lái. Hãy trở thành thiên thần bảo hộ cho chính mình. Chúng ta phải thay đổi cách sống của mình, không phải là những thứ bên ngoài như là thời tiết. Nếu đa số nhân loại vẫn sống một cuộc sống không đạo đức, thì đời sống sẽ vẫn thảm tệ. Nếu không ở đây thì ở đằng kia. Và đôi khi chúng ta phải chia sẻ cộng nghiệp, dù chúng ta không làm gì cả. Bởi vì khi sống trong một quốc gia, chúng ta phải chia sẻ nghiệp chướng của quốc gia này. Cho nên những người không chọn một đời sống đạo đức hay theo cách của thiên đàng sẽ không có được thể nghiệm thiên đàng tại thế, vì chúng ta sẽ trở thành những gì mình chọn lựa. Luật nhân quả luôn luôn hoàn mỹ ở bất cứ nơi nào. Nếu chúng ta giữ lối sống thấp kém, tiếp tục sát sinh và làm đủ chuyện vô đạo đức về thể xác, thì dĩ nhiên nghiệp chướng xấu sẽ đến. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Những chấn động lực thấp hấp dẫn những tư trường thấp đem đến thiên tai, phiền nhiễu, bất hạnh và hỗn loạn. Nhưng nếu chúng ta sống cao thượng và chọn cách sống theo Thượng Đế, thì những điều thánh thiện sẽ rót vào cuộc đời mình. Đó là lý do tại sao, sau khi tâm ấn, khi quý vị thiền và tịnh hóa chính mình, bên ngoài thì ăn chay, bên trong thì có thức ăn thiên đàng, thì cuộc đời quý vị sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp. Đó cũng là vì đồng thanh tương ứng. Quý vị trở thành giống như thiên đàng, cho nên hấp dẫn nhiều ân sủng thiên đàng. Hầu hết những người mà không có khát vọng về tâm linh có một lối sống thấp kém. Nhiều người chọn cách sống theo tiêu chuẩn thú vật, nên họ hấp dẫn đủ loại từ trường thú vật hoặc năng lực thấp kém. Rồi năng lực thấp kém này sẽ đưa đến thiên tai, bất hạnh và phiền muộn. Năng lực thiên đàng đem đến niềm vui, chân phúc và ân sủng, bởi vì đó là thiên đàng. Và từ trường đẳng cấp thấp hoặc xấu sẽ đem đến một phẩm chất đời sống thấp kém hay những diễn biến có phẩm chất xấu vào đời sống con người. Đồng thanh tương ứng, do đó nếu muốn cuộc đời mình luôn luôn ở thiên đàng, chúng ta phải hành động như những chúng sinh thiên đàng và hấp dẫn loại ân điển này đến cho mình. Điều này rất đơn giản, không cần phải khai ngộ mới hiểu được. Một số người luôn luôn hành động theo cách xấu và khi hậu quả đến, họ đổ lỗi cho Thượng Đế, nói rằng Ngài không ban phước cho họ. Họ đổ lỗi cho đủ thứ, cho hoàn cảnh, cho những người khác, cho bạn bè hay cho người thân trong gia đình. Nhưng không phải vậy. Chính họ đã hấp dẫn những tai nạn này bởi vì cách hành động của họ phát sinh những năng lực tai nạn. Và những năng lực tai nạn này, theo luật, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu sẽ hấp dẫn thêm năng lực tai nạn cho đến khi có đủ những năng lực loại này để tạo thành thiên tai. Và rồi thiên tai sẽ bao quanh người họ qua đủ loại hình dáng, qua mọi sự kiện và qua đủ loại người khác nhau. Cho nên nếu tôi hay bất cứ vị minh sư nào đòi hỏi quý vị giữ giới luật, ăn chay, tịnh hóa thân thể, tịnh hóa tâm linh và tinh thần bằng thiền định, bằng cách giữ thân khẩu ý trong sạch, đều là để cho quý vị hấp dẫn tất cả những năng lực tinh khiết và ân điển thiên đàng đến cho chính mình. Không phải là minh sư nghiêm khắc muốn kiểm soát cuộc đời quý vị và bảo quý vị phải làm gì, như yêu cầu quý vị giữ giới luật để lợi ích cho người nào khác. Đó là cho lợi ích của chính quý vị, bởi vì tất cả mọi việc tốt quý vị làm sẽ hấp dẫn những điều tốt đến cho quý vị. Và nếu quý vị luôn luôn làm tốt, thì ngày càng nhiều điều tốt sẽ tới hoài. Và những điều tốt càng đến nhiều, những điều xấu càng ít đến, bởi vì khi đó quý vị sẽ được bảo bọc bởi một bức tường dày của năng lực tốt. Cho dù quý vị muốn làm xấu cũng khó, một khi quý vị bắt đầu làm người tốt hay làm việc tốt, thì nó cứ tiếp tục như là phát sinh năng lực tốt, rồi sẽ hấp dẫn thêm nhiều năng lực tốt,
và rồi quý vị sẽ cảm thấy mạnh hơn trong sự thiện lành. Rồi quý vị sẽ làm thêm điều tốt, và quý vị càng làm điều tốt, càng nhiều năng lực tốt sẽ đến. Và những năng lực tốt càng đưa đến những năng lực tốt hơn nữa. Rồi quý vị sẽ luôn luôn được bảo vệ bởi một từ trường của thiên đàng. Vậy thiên tai làm sao đến gần quý vị được? Quý vị được bao bọc, quý vị được bảo vệ. Không cần phải có long thần hộ pháp bảo vệ, và không cần phải tin vào thiên thần hộ mạng. Quý vị tự bảo hộ chính mình, quý vị là thiên thần của chính mình. Trân quý các bạn thú của mình. Tôi mãi mãi biết ơn chó của tôi, và tôi nói với quý vị những điều này, mặc dù đây là một câu chuyện và sự kiện buồn. Nhưng đối với một số quý vị hoặc nhiều người trong quý vị có chó, mèo, đừng xem thường họ. Thực sự không có họ, có lẽ đã có những điều tệ hơn xảy ra cho quý vị mà quý vị không biết. Quý vị nghĩ, được, mình vẫn ổn, không có gì xảy ra. Không đâu, có thể chó, mèo của quý vị đã điều chỉnh, che chở cho quý vị bằng cách này hay cách khác. Nếu không quá nặng nề thì họ chỉ đau ốm. Nếu quá nặng, họ sẽ chết. Tùy vào bao nhiêu nghiệp hay lực lượng phủ định tấn công quý vị, họ nhận lấy, nhận trọn cứu đánh, rồi họ chết. Nếu đó chỉ là một việc nhỏ thì họ tránh cho quý vị khỏi tai nạn, tránh cho quý vị khỏi bị bệnh nặng. Và nếu đó là bệnh nặng, họ giảm thiểu nó để quý vị tiếp tục sống. Và họ nhận lấy bệnh hoặc rút ngắn mạng sống của họ. Bất cứ gì có thể làm là họ làm. Bất cứ gì trong khả năng, họ làm bất cứ gì có thể. Loài vật là như thế. Nên nếu quý vị nhận nuôi chó hay mèo, hoặc chim hay vịt, hoặc ngỗng, hãy lưu tâm đến họ. Họ ở đó để bảo vệ cho quý vị, chắc chắn là vậy, không nghi ngờ chi hết. Hãy trân quý họ, yêu thương họ, khi nào họ còn sống. Hãy chăm sóc họ chu đáo, quý vị cần làm có thế thôi. Quý vị có thể không biết họ làm điều gì cho mình, nhưng ít nhất quý vị biết quý vị làm điều gì cho họ. Nên, nếu một ngày họ rời xa quý vị sẽ không cảm thấy hối tiếc hay mặc cảm tội lỗi, ít ra là vậy. Cho họ tất cả tình thương mà quý vị có, bởi vì họ cho quý vị tất cả tình thương. Họ không quan tâm ai khác trên thế gian. Quý vị là người duy nhất trên toàn thế giới, trên toàn cõi địa cầu, quý vị là số một. Quý vị, chỉ quý vị thôi. Cho dù có thằng nào đến hại quý vị, chú sẽ chiến đấu với thằng. Như vậy đó, chú không màng ai mạnh hơn hay không. Tôn trọng nghề của mình. Cố gắng tối đa để thiền thay vì ngủ gục. Cả hai không giống nhau. Thiền và ngủ gục không giống nhau. Cảm ơn quý vị. Tôi biết quý vị cố hết sức mình, nhưng một số quý vị không nghiêm chỉnh. Bất cứ làm việc gì, chúng ta nên tôn trọng nghề của mình. Dù là quý vị quét sàn nhà hoặc dọn dẹp nhà vệ sinh trong phi trường, Thượng Đế quan sát mọi công việc quý vị làm. Bất cứ gì quý vị làm cũng là việc. Thượng Đế cũng ngự bên trong những người ngoài, quét sàn hoặc lái taxi. Vì vậy, khi làm một điều gì, chúng ta nên làm giống như người bên ngoài. Nếu họ không làm tốt, họ sẽ bị mất việc và đói. Dĩ nhiên, sẽ không tệ như thế khi quý vị làm việc cho tôi. Nhưng quý vị vẫn phải tôn trọng công việc của mình. Quý vị không nên xem nhẹ. Đó nghĩa là quý vị không tôn trọng bản thân và những người khác. Về loại công việc mà họ làm không được xuất sắc cho lắm, tôi phải nói với họ đôi lời. Có lẽ họ sẽ thay đổi trong tương lai, họ sẽ quan tâm và chú ý hơn. Chúng ta làm phiền người khác khó chịu. Nếu họ quan sát mỗi ngày, họ sẽ không thể chịu đựng nổi. Họ sẽ rủa quý vị. Họ không phải là người tu hành. Đây là những gì họ thực tập, hiểu không? Thì cũng không tốt cho chúng ta. Bởi vậy, những gì không tốt cho người khác thì không tốt cho chúng ta. Tất cả những sự hy sinh của Phật là thật. Một số người chỉ quá mịt mờ. Được rồi, đôi lúc đây cũng là vấn đề với một số người làm việc, làm gì đó cho hội, và rồi ngã chấp nổi lên gây rắc rối. Nhất là nếu không kiểm tra ngã chấp của quý vị. Và nếu quý vị đã có khuynh hướng này, thì Ma Dương giúp quý vị tăng thêm khuynh hướng này. Tôi nói rồi,
Tất cả chúng ta đều có sự sân hận và đều có nỗi sợ, cảm xúc bên trong. Nhưng dùng hay không dùng tùy vào chúng ta. Tôi rất tự nhiên với quý vị. Bất cứ gì tôi có là nói với quý vị. Tôi không sợ điều đó, không sợ nỗi sợ, không sợ rằng vì nỗi sợ của tôi quý vị sẽ bỏ tôi. Nếu quý vị bỏ thì tốt cho tôi thôi. Rồi tôi biết ai là bạn, ai không. Ai khôn, ai vẫn còn quá thấp. Tôi có tất cả những thứ đó. Tôi không ngại khóc trước mặt quý vị. Đó chỉ là điều tự nhiên. Tôi có thể kiềm chế nhưng không muốn. Tại sao phải kiềm chế nếu cảm thấy muốn khóc? Bởi vì Đức Phật chịu khổ, nếu không khóc thì tôi là gì? Là gỗ à? Khi tôi đọc về Chúa Giêsu, lúc Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, thậm chí trước khi trở thành minh sư, trước đây, khi còn là người nội trợ, tôi khóc rất nhiều. Lúc bấy giờ tôi là tín đồ Phật giáo và Thiên Chúa giáo cùng một lúc, nên dĩ nhiên tôi khóc. Và ở phương Tây, tôi không có kinh Phật, nên tôi đọc kinh thánh và đọc thấy họ đối xử với Ngài ra sao, vân vân. Và tôi tưởng tượng nếu đó là tôi, điều đó có thể đau đớn cỡ nào. Con người thật thấp kém, vô minh và hung ác biết bao. Đối xử với một vị thánh như thế, người thánh thiện như vậy, họ không thể chứng minh rằng Ngài làm bất cứ điều gì sai. Nếu họ chứng minh được điều đó thì ok, Ngài sát hại ai đó, đánh cắp thứ gì đó hoặc bảo người ta làm điều xấu. Nếu họ có thể chứng minh tất cả điều đó thì họ có thể phạt gì đó. Nói, ồ, Ngài xấu, nhưng Ngài không xấu. Thậm chí không có chứng cớ nào bất lợi cho Ngài rằng Ngài là một người xấu, đừng nói chi về thánh. Nhưng bởi vì Ngài dám nói rằng Ngài là con Đức Chúa Trời, đó là tội duy nhất Ngài phạm. Và đó là lý do tôi nghĩ đáng lẽ không nên nói với quý vị về tim cô tu. May là tôi chưa nói với quý vị về bất cứ điều gì khác, thành ra tôi nói tôi không kể bất cứ điều gì nữa. Chỉ tim cô tu thôi mà đã quá nhiều ý tưởng khác nhau, kỳ vọng khác nhau, khái niệm khác nhau. Nhưng Chúa Giêsu không thể nói dối. Ngài đã liễu ngộ rằng Ngài là con Đức Chúa Trời nên Ngài nói vậy. Ngài nói với đệ tử hoặc tín đồ của Ngài. Nếu là bác sĩ đã tốt nghiệp thì quý vị biết mình là bác sĩ phải không? Quý vị không thể đi ra ngoài nói, không, tôi không phải là bác sĩ, tôi khiêm tốn. Tôi không phải, không phải, không phải. Vậy làm sao người ta tin quý vị và đến để quý vị chữa bệnh cho họ? Bác sĩ nói tôi là bác sĩ, không phải vì họ tự hào khoe khoang hoặc kiêu ngạo. Họ chỉ nói sự thật, đúng không? Như vậy đó, tương tự như Chúa Giêsu hoặc Đức Phật. Phật cũng nói Ngài là Phật, không phải bởi vì Ngài tự hào hoặc kiêu ngạo. Tôi đọc tất cả kinh điển, tôi không thấy Đức Phật có gì kiêu ngạo cả. Và tôi đọc kinh thánh, bất cứ gì Chúa Giêsu nói đều không hề kiêu ngạo hay gì cả. Ngài chỉ nói sự thật. Chỉ tại con người quá ngu ngốc. Họ nghĩ con Đức Chúa Trời làm sao giống như vậy? Con Đức Chúa Trời phải giống như thế nào? Họ cũng không biết. Con Đức Chúa Trời tại sao đi chân không? Nhưng nếu Ngài đi giày cao gót như tôi, họ cũng nói, tại sao con gái của Thượng Đế lại đi giày cao gót? Con Thượng Đế không có lực lượng, tại sao Ngài không thể, như Ngài đã chữa lành những người khác, tại sao Ngài không thể tự chữa Ngài? Sao Ngài không thể trốn thoát khỏi sự giam cầm của binh sĩ La Mã vào lúc đó? Ngài phải chết. Ai đó phải chết cho những người đó lúc bấy giờ. Nếu có một người như Judas trong nhóm của Ngài, thì Ngài phải chết. Và thậm chí sau khi Ngài chết, một trong các đệ tử vẫn hoài nghi Ngài, rằng sao mà Ngài thậm chí hồi sinh được? Thomas, có người thấy Giêsu hồi sinh, có lẽ vậy. Dĩ nhiên Ngài có thể làm vậy nếu Ngài muốn. Chúa Giêsu, con Thượng Đế, Ngài có thể. Ngài có thể làm phép lạ, có thể làm người chết sống dậy và có thể làm người mù sáng mắt. Sao Ngài không thể tự cứu mình? Ngài có thể chứ. Rồi một số đệ tử thậm chí thấy điều đó và nói chuyện với Ngài, thậm chí vài người, không phải một. Vậy mà Thomas vẫn không tin điều đó. Thế thì tại sao? Tại sao?
Tại sao anh chị em đồng tu của ông ấy phải nói dối ông? Thật kinh hoàng. Nghĩa là hoài nghi anh chị em đồng tu của chính họ. Như vậy đó. Thậm chí là một đệ tử chính, một trong 12 vị tông đồ, 2.000 năm về trước, lúc bấy giờ thậm chí chưa có ô nhiễm để làm rối trí chúng ta. Nhưng nếu quý vị vẫn muốn thành Phật, thì quý vị phải đúng, quý vị phải tin. Quý vị có lẽ không thành Phật ngay lập tức, nhưng sau này một số kiếp khác. Nhưng tôi cảnh báo quý vị, tất cả sự hy sinh của Phật là thật. Quý vị có thể đạt khai ngộ bây giờ và hưởng địa vị vương quốc của mình khi qua đời. Nhưng nếu quý vị muốn thành Phật, đó là điều khác. Đó là lựa chọn của chính quý vị, là con đường của chính mình. Tôi sẽ không can thiệp. Lúc bây giờ khi quý vị muốn thành Phật, có thể có nhiều, rất nhiều điều quý vị phải làm. Và đừng gọi tôi nha. Điện thoại của tôi tắt rồi. Bởi vì là Phật, quý vị phải làm việc này, việc nọ. Sao gọi sư phụ của quý vị nữa? Không được. Nếu muốn quý vị trưởng thành và làm minh sư, hãy trưởng thành, hãy làm một công tác độc lập rồi tự mình làm thôi. Tôi có những việc khác để làm, nhưng cảnh báo cho biết nha, quý vị sẽ bị khảo bằng lửa với đau khổ từ trong ra ngoài, tinh thần, trí huệ, thân thể, tất cả. Và trong thời gian đó, Phật không nói với bất cứ ai về sự đau khổ bên trong của Ngài, nhưng Ngài đau khổ rất nhiều, một số lộ ra ngoài. Như Đề Bà Đạt Đa thì rõ ràng, nhưng các trường hợp khác như Ngài phải ăn thức ăn của ngựa, thức ăn cho ngựa trong 3 tháng vì nghiệp xấu của đệ tử, Đức Phật đã là Phật. May là lúc đó Ngài ở Ấn Độ, người Ấn Độ hầu như rất hiền hòa và tin tưởng, nên chúng ta chỉ biết một số trường hợp như vậy. Em họ của Ngài muốn giết Ngài, ví dụ vậy. Hoặc lỗi lầm của một số đệ tử khiến Ngài phải ăn thức ăn của ngựa trong 3 tháng, ví dụ như vậy. Và có người còn cho Ngài ăn thịt chó và nói rằng đó là thức ăn chay, ví dụ như vậy. Cho Ngài và đệ tử của Ngài, thịt của chó, Phật là một người ăn chay. Và rồi, chúng ta chỉ biết chút ít đây đó. Có lẽ các đệ tử nghe điều đó chỉ để học hỏi, chỉ để học một số bài học. Ngay cả bài học phủ định quý vị cũng phải học để biết. Ví như quý vị muốn làm minh sư thì nên biết. Đừng luôn kỳ vọng vào những tiếng vỗ tay và con thương sư phụ, con thương ngài, con thương ngài. Có nhiều điều quý vị phải giải quyết. Ngã chấp con người không dễ. Nếu cứ giấu quý vị mọi điều, tất cả đều phủ định. À, tôi thậm chí cũng không nói nhiều lắm, chỉ một số ít thôi. Chỉ là một phần rất nhỏ của tất cả mọi thứ. Được rồi, nhé, quý vị. Mọi điều tôi làm là gì quý vị? Tất cả tiền tôi chi tiêu là cho quý vị và thế giới. Tôi không làm điều gì sai, chẳng màng ai nói gì. Vấn đề là quý vị phải biết mình làm gì, không về những gì người ta nói. Nếu cả thế giới ca ngợi tôi, nhưng tôi biết mình xấu, thì cũng không thể sống với bản thân. Nếu toàn thế giới nói tôi xấu và tôi biết mình tốt, thì tôi vui, chẳng bận tâm. Lúc bấy giờ mọi người nói Chúa Giêsu là xấu, Ngài xấu thế nào? Ngài đã làm gì cho ai ngoại trừ chữa lành người bệnh, chữa lành người mù và bảo mọi người tin vào Thượng Đế và thay đổi lối sống tà ác của họ? Ngài đã làm gì? Ngài đã làm gì sai? Không gì hết. Không ai có thể nói Ngài làm bất cứ điều gì sai ngoại trừ Ngài thành thật. Ngài nói Ngài là con của Thượng Đế. Thì đúng vậy, Ngài là vậy. Trích lời Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.